chào mừng quý vị đang đến với chương trình Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 6. Hãy cùng gặp gỡ các nhà đấu giá trong đêm đấu giá hôm nay. Nhà đấu giá số 1, diễn viên, ca sĩ Lê Phương. Nhà đấu giá số 2, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Nhà đấu giá số 3, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nhà đấu giá số 4, ca sĩ Hồ Trung Dũng. Nhà đấu giá số 5, nhạc sĩ Đồng Thiên Đức. Và cùng chào đón người điều khiển cuộc đấu giá hôm nay, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Quý vị thân mến, chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng thứ năm hàng tuần lúc 20:30 trên kênh VTV3. Và ngay bây giờ hãy cùng Khanh gặp gỡ với ban đấu giá ngày hôm nay. Xin chào các anh chị ạ. Hôm nay cũng là những gương mặt thân quen. Có một cái mới nho nhỏ thôi là anh Đông Thiên Đức quay trở lại với chương trình. Lần trước anh ngồi cũng ở vị trí này, anh thấy anh có rất nhiều những sự bỡ ngỡ, những sự hồi hộp, rụt rè, nhút nhát, tự ti. Ngày hôm nay không biết tất cả những từ đó có còn hay không. Nếu như mà anh Kim Tử Long xem mình là một con cừu non thì nó mãi mãi là một con cừu non. Em à, dạ. Con cừu non nhiều khi không phải là nó không có giá trị. Mình làm một cái món gì á, nếu mà nó non, nó rất là ngon, nó có dai. Anh hy vọng rằng ở trong cái tập này em sẽ không phải là một con cừu non nữa. Em cũng từng bị anh Long gọi là con cừu non đó anh. Hả, anh có còn gọi em cừu non hả? Dạ anh từng gọi em anh cừu non. Anh gọi em là ông cừu non thì đúng. Chứ cừu non gì. Bữa nay chị hơi lo cho anh Long chút xíu. Là tại vì anh Long ngồi giữa chị với Lê Phương, ông khó xử dữ lắm. Bữa nay sếp thế nào cũng bị rối. Bữa nay đấu giá là bị rối nè. Không, anh không có rối, anh vẫn là như vậy thôi. Anh như vậy là như sao, nói em nghe coi. Nè bây giờ nè, nói về cái quan điểm rõ ràng đi, như vậy là sao? Hôm nay anh nhường hết cho em. Vậy bữa nay là chị Lê Phương phải tự thân vận động nha. Chị sẽ cố gắng hết sức. Dạ, Khanh chúc cho năm anh chị ngày hôm nay sẽ có một ngày làm việc thật là hết mình, nhiều năng lượng và quan trọng nhất là mình tìm ra được giọng hát xứng đáng giành chiến thắng. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay nữa đã giúp chúng tôi luôn đưa ra những số điểm rất là thuyết phục. Bây giờ như thường lệ, đặc sản của Sàn Chiến Giọng Hát sẽ là một ca khúc top ca đầu tiên. Khanh mời quý vị cùng thưởng thức với 4 người chơi. Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi. Ngoài kia có chú bé trèo cây me mắt xoay tròn lắng nghe. Đàn tôi hát có gì mà sao cô bé cười ngộ ghê. Đàn tôi hát có gì mà sao chú bé ngồi nhớ mà. Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có mơ. Từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ. La la la. Mở 4 chiếc micro để chúng ta xem diện mạo của các người chơi ngày hôm nay như thế nào. Hãy cùng Khanh mở vị trí số 1. Vị trí số 2. Vị trí số 3. Vị trí số 4. Thưa quý vị, đây là 4 người chơi, ngày hôm nay họ sẽ cùng nhau tranh tài. Khanh mời anh Đông Thiên Đức, anh thích số mấy ạ? Chắc là mình chọn số 4. Mình thấy cái vũ đạo của anh ấy hơi bị dẻo lắm. Hãy cùng nhau đến với vị trí số 4 trước.
Mời bạn chia sẻ về dữ kiện số 1. Đầu gấu. Dữ kiện số 2. Kiến nghĩa. Nghĩa là cái chú bé này là y như trong cái bài hát đó. Trèo cây me đó. Đó, mắt sẽ tròn lắng nghe đó. Rất là đầu gấu ở trong trường, trong lớp á. Thì chắc cũng là đầu têu những cái hát hò phá làng phá xóm, tức là hò hét. Hát cũng có mà hò cũng có mà hét cũng có luôn. Rồi nhiều khi mở băng nhạc không chừng, mà lúc đó chưa có tiền, thành ra là băng nhạc sẽ gồm có nồi niêu son chảo sùm làng xóm hết trơn trọi á. Rồi cuối cùng thì họp tổ dân phố hoặc là họp phụ huynh học sinh, mọi người phải kiến nghị lên là bây giờ làm cách nào á phải khống chế bớt cái sự tăng động của cậu bé này. Là đấu giá đi. Vậy thì bây giờ Khanh mời ban đấu giá và tất cả chúng ta cùng đến với phiên đấu giá thứ nhất. Và quý vị thân mến, ở phiên đấu giá thứ nhất chúng tôi có 90 giây và số tiền khởi điểm là 500.000 đồng. Mỗi lần tăng thì các nhà đấu giá được phép tăng thêm 500.000 đồng mà thôi. Tất cả sẵn sàng. 3, 2, 1. Bắt đầu. 500.000. Anh Hồ Trung Dũng 500. 1 triệu. Giao Vân 1 triệu. 1.5 triệu. 2 triệu. Anh Long 2 triệu. 2.5. 2 triệu rưỡi. Chị Lê Phương 3 triệu. Anh Dũng 3 triệu. Chị Hồng Vân 3.5. 4 triệu. Anh Đông Thiên Đức 4 triệu. 4.5 triệu. 5 triệu. 5 triệu bên đây. 5.5. 5.5 chị Lê Phương hợp lệ. 6. Chị Hồng Vân 6 triệu. Ủa 6.5. 6.5 anh Đông Thiên Đức 7 triệu. Chị Hồng Vân 7 triệu. 7.5. 7.5 chị Phương 8 triệu. Anh Long 8. 8.5. Anh Dũng 8.5. 9. 9 bên đây. 9.5. Anh Long 9.5 rồi. 9 triệu. 10.5. Anh Long đang 9.5, không cần đưa thêm đâu à. Anh đang 9.5, anh đang dẫn đầu. 10.5 triệu. Anh Dũng 10.5. 11. Anh Đức 11.5. 11.5. 11.5 bên đây rồi. 12.5. Chị Phương 12. Anh Long 12.5. 13. 13. 13.5. 14. 14.5. 14.5. 15.5. 16. 15 là được rồi. 15. 15.5. Anh Long dẫn đầu. Chị Phương 15.5. 15.5. 15.5. Chị Phương 15.5 rồi. 16. Chị Phương 16. 16.5. Long 16.5. 17 bên đây rồi. 17.5. 17.5 anh Long. 18. Anh Dũng 18. 18.5. 18.5 anh Đông Thiên Đức. 19. 19.5. 19.5 rồi. 20. 20. 20 bên đây rồi. 20.5. 20.5 anh Kim Tử Long. 21. 21.5. 21.5. 22. 22.5. 22.5 bên đây. 23. Dũng, người đưa ra số tiền hợp lệ là 23 triệu đồng. Anh Kim Tử Long và chị Lê Phương. Chúc hai anh chị may mắn lần sau, bởi vì người chiến thắng là anh Hồ Trung Dũng ạ. Anh Hồ Trung Dũng đang sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 4. Bây giờ chúng ta sẽ xem chàng trai trình diễn. Xin mời. Xin được giới thiệu tiếng hát Tống Minh. Lần tiên cho em Tống Minh ạ, xin gửi chào tới anh MC Bạch Công Khanh, các anh chị ban đấu giá, các khán giả đã có mặt tại đây và xin gửi chào tới các khán giả màn hình nhỏ. Xin chào Tống Minh, bây giờ bạn chia sẻ về hai dữ kiện của bạn cho chúng tôi được biết nhé. Dạ vâng ạ, em rất vui khi mà hai cái dữ liệu của em thực sự là để cho mọi người rất là khó đoán. Hai dữ liệu đấy nó cùng là liên kết với nhau ạ. Dữ liệu đầu tiên là đầu gấu, từ những cái ngày mà em học lớp 5, lớp 6 ấy anh. Với cái thân hình rất là to cao như này của em thì là em luôn luôn cầm đầu các bạn trong lớp. Vâng, nhưng mà sau trong vòng khoảng 4 đến 2 năm thì từ đầu gấu thì lại thành Hello Kitty. Ủa, tại sao lại như vậy? Vâng, tự nhiên các bạn cao vụt ra nè. À, tự nhiên cái mình phải ép mình xuống. Vâng, đó, thì trong cái khoảng thời gian trước đó thì là em hay có cái cuộc thi chạy thì em lúc nào cũng chạy nhanh hơn. Thế là đến khi mà vài năm sau các bạn cao hơn, các bạn ấy có bảo với em là thi chạy. Thì khi mà em chạy thì bắt đầu em có một cái biến cố nhẹ là em có bị chảy xước một xíu. Thế là phải ở nhà. Và khi mà ở nhà nằm thì lúc đấy bắt đầu em mới được tiếp xúc với âm nhạc. Thì em rất là yêu thích âm nhạc, em nghe đủ các thể loại nhạc. Và từ lúc đó là em chơi với cả các bạn gái luôn. Nghĩa là hồi trước chỉ chơi với con trai, xong về sau chơi với con gái. Đó là cái dự kiện mà đầu gấu của em. Và tiếp tục ạ, cái dự kiện thứ hai là cái dự kiện được mang tên là kiến nghị. Từ khi bắt đầu em yêu thích âm nhạc, em tham gia tất cả các hoạt động âm nhạc của trường, phường, tổ dân phố. Và em hát nhiều đến nỗi bác tổ dân phố, bác ấy có ra nhà, bác bảo tôi kiến nghị cậu này lần sau đừng có hát nữa. Cậu hát không ai ngủ được. Thế là từ lúc đấy em dỗ em không hát nữa. Thì em dỗ được khoảng một thời gian. Thì có một hôm bỗng nhiên gặp bác ấy ở ngoài đường. Thì bác ấy lại hỏi là
ô thế dạo này không hát nữa à? Nói chung là đấy, từ đấy là những cái kỷ niệm lần đầu tiên em tiếp xúc với âm nhạc. Em hãy đem cái bản tính của em hoạt bát, nói chuyện nó rất là, thấy nó làm như là nó gần gũi với người nghe đó, thì hãy đưa cái đó vào trong cái cách biểu diễn âm nhạc của em. Nếu như em hoạt bát hơn nữa trong những cái bài hát và diễn cảm hơn nữa trong cái bài hát nữa đó, thì em sẽ được 10 điểm trọn vẹn. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chia sẻ của anh Long. Anh cảm nhận được, tất cả quý vị ở đây và khán giả ở đây đều cảm nhận được cái năng lượng tích cực từ em. Không cần biết em hát cái gì, nhưng mà phần trình diễn của em nó đã đem lại cái năng lượng khiến cho tất cả khán giả ở đây đều thích thú, là em thành công được 90% rồi. Anh thấy mình nên để ý chút xíu về cao độ. Cái phần cao độ của em luôn luôn thấp hơn xíu, một chút xíu thôi. Mình tập kỹ hơn về cao độ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là mình hay có cái chuyện lấy đà lên. Thì đó là hai thứ anh nghĩ em để ý lại. Bài hát em chọn cũng khá là phù hợp với em. Năng lượng cũng hơi hơi có một chút đầu gấu trong cái cách phối, cách hát, đúng không? Nó có phần chuyển tông, nó cũng rất là hợp với em. Anh nghĩ em có được nhiều điều mà những người khác không có. Em rất là sáng sân khấu, em đẹp trai, thu hút rất là nhiều người. Và cái khả năng dẫn chuyện, nói chuyện của em, càng nghe em thì nó càng thấy hút hơn. Thì cái đó rất là khó. Vì mục tiêu của mình sau này không phải hát một bài xong mình đi xuống, mà là một cái show của riêng mình. Thì cái phần trò chuyện nó cực kỳ quan trọng. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Kim Dũng rất nhiều, cũng như là tất cả các nhà đấu giá còn lại. Bây giờ để xem các cô gái, các chàng trai trong số quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của Tống Minh như thế nào. Xin mời quý vị. Quý vị thân mến, Khanh đã quay trở lại và trên tay của Khanh là số điểm bình chọn dành cho tiếng hát của Tống Minh. Bây giờ Khanh sẽ mở phong bì để xem quý vị khán giả tại trường quay đã yêu thích tiếng hát của chàng trai dễ thương này và cho anh ấy bao nhiêu điểm. Wow, 90 điểm. Đây chỉ mới là phiên đấu giá đầu tiên, cho nên chúng ta có quyền hy vọng số điểm này sẽ giúp Tống Minh đi đến vòng cuối cùng của chương trình đêm nay. Bây giờ Khanh mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phiên đấu giá thứ hai. Bây giờ Khanh mời anh Kim Tử Long sẽ giúp Khanh lựa chọn ra một trong ba vị trí còn lại. Anh chọn số 2. Anh chọn số 2, như vậy thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vị trí số 3. Người anh yêu thương nhất là chị Hồng Vân, chỉ mặc áo màu đỏ. Cô gái này cũng mặc áo đỏ, tại sao anh không chọn? Thế thì bây giờ anh có muốn tìm hiểu về hai dữ kiện của cô gái này không? Chắc chắn chứ. Hãy cùng Khanh lắng nghe dữ kiện đầu tiên. Xin mời bạn. Đất tổ. Dữ kiện thứ hai. Tin nhắn. Trời, đất tổ là nghe... cô Hương này ở Bạc Liêu. Đó, anh, trời ơi, sao tôi với ông Long giống. Tự nhiên nghe chữ tổ, cái tự nhiên mình nghĩ tới ông tổ của mình liền ha. Mà ông tổ của mình là ở Bạc Liêu. Cổ có người yêu, nói chung là cái anh kia ảnh lại kiểu dạng giống như là không có đồng ý cho cổ đi hát, kiểu mà hoặc là em đi hát hoặc là em chọn anh, ví dụ vậy đó. Rồi cái cổ vẫn lén cổ đi hát, tại vì cổ sinh ra ở Bạc Liêu mà cổ hát lỡ anh đó giận rồi sao chị? Đừng ca tài tử, nhắn tin đó, nhắn tin, hiểu nhắn không? Tin chia tay, nhắn tin chia tay. Bây giờ anh phát hiện ra là em vẫn lén đi học hát, em vẫn thế này nọ, thôi mình chia tay đi. Nhờ cái cuộc tin nhắn đó làm cái động lực để cổ quyết định là bỏ anh luôn, cổ đi theo nghề hát luôn. Và thế là bây giờ bạn là bạn lột xác đó, bạn sẽ chứng minh cho thấy là anh đã sai rồi. Và chúng ta sẽ xem tiếng hát của cô ấy được chứng minh như thế nào sau phiên đấu giá thứ hai. Quý vị thân mến, ở phiên đấu giá thứ hai, thời gian chỉ còn có 60 giây, nhưng mà số tiền khởi điểm lúc này là 1 triệu đồng. Mỗi lần tăng thì chúng ta được phép tăng thêm 1 triệu mà thôi. Tất cả đã sẵn sàng. 3, 2, 1. Bắt đầu. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. Chị Lê Phương 3 triệu. Anh Hồ Trung Dũng 4 triệu. 5 triệu. Anh Long 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. 8 triệu. 9 triệu. 10 triệu. 10 triệu bên đây. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18 là anh Kim Tử Long. 19. 19 bên đây.
20 Anh Đức 19 rồi. 20 21 22 23 23 bên đây luôn. 24 25 26 27 28 29 30 Ngoài mặt thì làm bộ giận Lê Phương, nhưng trong lòng cố tình để mà giúp cho Lê Phương nháy cái 29 là em 30. Tại vì anh Long là ngồi kế Phương, Phương là nghe nhanh nhất. Thưa quý vị, Khanh xin chốt phiên đấu giá này, người giành chiến thắng là không phải chị Hồng Vân, chúc mừng chị Lê Phương. Chị Lê Phương đã dùng 30 triệu đồng để có thể sở hữu được tiếng hát của cô gái ở vị trí số 3. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần trình diễn ấy. Trách nhau có được đâu, để
xin được giới thiệu tiếng hát Phùng Linh Trang. Dạ vâng ạ, em xin được chào anh Bạch Công Khanh. Này, Phú Thọ đúng không? Em xin được chào 5 vị trong ban đấu giá và xin được chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay và cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình. Dạ, xin chào cô gái đến từ Bạc Liêu. Không, Phú Thọ. Tôi thay đổi suy nghĩ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai dữ kiện của Phùng Linh Trang để xem cô gái này đến từ đâu. Đầu tiên là Đức Tổ ạ. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Thấy chưa? Dạ vâng ạ, em xin giới thiệu, em sinh ra và lớn lên tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đất tổ Hùng Vương ạ. Đấy, nhưng mà tại vì hồi nãy tại vì gã cái hồi nãy em nói tiếng Nam mà. Cô giả vờ cô nói tiếng Nam. Thế là cô qua mặt được tôi, chứ bây giờ cô chỉ nói tiếng Bắc tôi biết em là Phú Thọ. Nhưng mà nãy cô hát một phát tôi đoán ngay cô là Phú Thọ. Bây giờ mình đến với dữ kiện thứ hai nè. Em cũng chia sẻ một chút là em mất bố đã 24 năm. Vâng ạ, từ năm em lên 6 tuổi. Và mẹ em thì vừa làm mẹ vừa làm cha. Vâng ạ, mẹ em cũng làm rất là nhiều công việc để lo lắng cho cuộc sống của hai mẹ con. Thậm chí là mẹ em phải đi lao động xuất khẩu nước ngoài. Thì trong cái thời gian đó thì em phải ở với ông bà ngoại. Lúc ở với ông, ở với bà nội. Và có lúc thì ở với cô dì chú bác khác. Vâng ạ, và trong cái thời gian đấy khi mà em đi thì em ở nhà thì em cũng tủi thân rất là nhiều. Và em cũng trách mẹ là tại sao mà cái lúc mà mình cần mẹ nhất trong những ngày lễ hay những dịp sinh nhật mà mẹ không ở bên cạnh em. Và mẹ lại cứ cuốn theo cái guồng quay của công việc như vậy và không quan tâm đến em nhiều. Thì đến khi mà em lớn lên, khi mà bắt đầu em biết đi kiếm tiền, đi làm và để trang trải cuộc sống á, thì em chỉ có tập trung vào em đi làm thôi. Và em cũng rất là ít khi về quê và cũng rất là ít khi gặp mẹ. Em cũng nghĩ rằng là mình đi kiếm tiền và mình mang tiền về cho mẹ thì đó là đang lo cho mẹ rồi. Thế nhưng mà lúc đó em mới nhận ra rằng là mình đang chính là bản ngã của mẹ hồi trẻ. Và một hôm vào 5 giờ sáng thì mẹ em có nhắn cho em một cái tin là: "Con ơi, hôm nay là 30 tháng 4, thế con có về thăm mẹ không? Lâu lắm rồi con không về, hay là mẹ xuống với con và mẹ đi làm cùng con nhé, mẹ nhớ con nhiều quá." Thế là mà bỗng cái phút giây đó thì em bừng tỉnh dậy. Em mới nhận ra rằng là ôi, bao lâu nay thật ra là tiền thì cũng cần đấy, nhưng mà có lẽ là mẹ không cần tiền bằng cần cái chính tình cảm cũng như là cái sự bên cạnh của hai mẹ con dành cho nhau. Thế từ đó thì em đã thay đổi rất là nhiều. Em cũng đi làm nhưng mà em dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, ở bên cạnh mẹ nhiều hơn. Mẹ con dành cho nhau những cái buổi đi chơi, đi du lịch. Và những ngày lễ thì em về với mẹ. Từ hôm đó đến giờ thì em nhận ra rằng em yêu mẹ rất là nhiều. Cảm ơn Phùng Linh Trang. Tin nhắn. Hy vọng ngày hôm nay mẹ của bạn cũng xem chương trình và cũng nghe được những lời nói rất là ý nghĩa này. Thực ra những gì mà ba mẹ làm vô tình hay cố tình nó cũng ảnh hưởng khá lớn đến con cái. Và anh rất là vui khi mà em đã nhận ra, không để nó quá muộn, để có được một cái tình mẹ con mà rất là đẹp. Phương cũng có rất nhiều cái cảm giác giống bạn khi mà đối với mẹ của mình. Đôi khi mình lớn rồi mình không có nói được những cái lời yêu thương mẹ. Thật sự ngại nói lắm mà không biết tại sao. Mình rất là thương mẹ nhưng mình không nói được. Thì nếu lúc nào bạn có thể ở bên mẹ, hãy ôm và hãy nói yêu mẹ thật nhiều. Cảm ơn chia sẻ của chị Lê Phương. Thanh hy vọng rằng phần thể hiện vừa rồi của Phùng Linh Trang sẽ chiếm được tình cảm của quý vị khán giả tại trường quay. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả chúng ta bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. Xin mời quý vị. Quý vị thân mến, đây là phiên đấu giá thứ hai, cho nên trước khi Khanh mở phong bì thì chúng ta sẽ nghe quyết định của các nhà đấu giá. Họ đang sở hữu được giọng hát và bây giờ họ có quyền hoàn trả. Bây giờ sẽ là sự quyết định của chị Lê Phương với tiếng hát của Phùng Linh Trang. Thực sự Phương có thiện cảm với Trang từ câu chuyện của bạn, nên là Phương sẽ giữ. Không trả. Cảm ơn chị Lê Phương rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe quyết định của anh Hồ Trung Dũng nha, với tiếng hát Tống Minh. Theo định là không trả. Cảm ơn quyết định của anh Hồ Trung Dũng. Thế thì bây giờ Khanh sẽ mở phong bì để xem Phùng Linh Trang nhận được bao nhiêu điểm nhé. Chín mươi bốn điểm. Chúc mừng cho Phùng Linh Trang. Ta sẽ tiếp tục với sàn chiến giọng hát đêm nay. Như vậy thì chúng ta phải tạm chia tay với chàng trai Tống Minh.
Và lát nữa cuối chương trình mình sẽ gặp lại nhé. Ngay bây giờ Khanh mời quý vị cùng đến với phiên đấu giá thứ 3. Bây giờ Khanh mời chị Lê Phương sẽ lựa chọn một trong hai vị trí còn lại để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về hai dữ kiện. Phương chọn số 2. Xin mời bạn chia sẻ về dữ kiện đầu tiên. Chậm. Và dữ kiện thứ hai. Marathon. Dạ thưa quý vị, dữ kiện thứ nhất là chậm, dữ kiện thứ hai là marathon. Chúng ta có thể hiểu là chạy việt giả. Chắc chậm mà thành nếu âm nhạc thì nó là silo đó, có nghĩa là người này là hát nhạc silo á. Anh Đức ơi, anh có nghĩ là chậm nhịp có nghĩa là một người không có khiếu hài hước không? Ví dụ như người ta đang nói một câu chuyện gì rất vui nhưng mà mãi về sau cái người đó họ mới cười, họ bị kêu là chậm nhịp. Là qua ngày mơi mới cười đó. Đó là đây nè. Con đang gọi là thị phạm rõ luôn cho mọi người thấy con chậm nhịp như thế nào. Vậy chậm đó hả? Chậm phải 5 giây chứ bây giờ. Bạn là một cái con người chậm nhưng mà chắc. Khi mà bạn làm một cái điều gì đó, bạn học một cái điều gì đó rất chậm. Nhưng mà khi bạn đã học được rồi á thì là bạn làm rất tốt. Mỗi lần mà bạn ấy tập một bài hát nào thì bạn ấy tập rất là chậm và rất là chắc bạn mới lên thể hiện. Anh nghĩ rằng là cái cách tập hơi của bạn này á là bạn ấy vừa chạy marathon vừa tập hát. Tại vì anh có nghe một vài người là hay lên máy chạy treadmill á để mà vừa đi bộ nhanh cách đó. Đó đó và vừa tập hát thì cái hơi mình nó sẽ rất là vững. Thì có thể bạn này là cũng như vậy. Thế thì bây giờ thôi, chúng ta bắt đầu đấu giá nha quý vị. Khanh mời quý vị cùng đến với phiên đấu giá thứ 3. Phiên đấu giá thứ 3, thời gian là 30 giây, số tiền khởi điểm là 2 triệu. Thưa quý vị, tất cả sẵn sàng, phiên đấu giá thứ 3. Bắt đầu. 2 triệu. 6, 4 triệu. 6 triệu. 6 triệu, ok. 4 triệu. 8 triệu. Triệu Vân, 8 triệu. 10. 12. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 20. 6. 28. 30. Chưa có một cái phiên đấu giá nào mà tôi đấu mà tôi chậm như vậy mà tôi thắng hết trơn trời. Đây là lịch sử trong sàn chiến giọng hát. Thưa quý vị, phiên đấu giá này đã kết thúc rồi. Chúc mừng cho anh Kim Tử Long. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần trình diễn của chàng trai vị trí số 2. Chờ nhau nữa nhé em, để tình yêu đó thêm một chút mơ mộng. Đừng tìm nhau nữa nhé em, để ta được thấy vẫn còn nhớ em nhiều. Đời ta phiêu lãng đã lâu, và nhìn tình yêu như là những mây trời nhẹ nhàng bay theo cánh chim rồi tan thành khói như một giấc mơ qua. Yêu em, ta đã quên ngày tháng trôi mau. Yêu em, ta đã quên ngày tháng đi hoang. Lòng ta âm u như cây đã tàn, lá đã khô. Nhớ ngày em đi, nhớ lần chia ly, biết nói chi với tiếng khóc hay tiếng cười. Người giấu đi vội vã mây mùa thu qua, mây buồn phương xa. Có lẽ em bây giờ đã biết tôi
vẫn chờ và vẫn mong em về bên mình. Mây mùa thu lấp trăng khuya cho lòng tôi giá băng và tiếc cho mối tình ta chẳng biết lý do vì sao. Thôi biệt ly đã qua đây, ta nhìn nhau đắng cay chỉ nhớ đến kỷ niệm xưa đầy những cơn bão tình. Nhớ ngày xa em, mây trời buồn thêm, đã mất đi hy vọng vẫn giữ em trong lòng và nhớ em mỗi lần thu qua. Còn buồn chi nữa hỡi em, tình yêu đôi ta nay đã hết thật rồi, ngàn lời in trong giấc mơ để ta tìm bóng em tận cuối chân trời. Giọt lệ còn vương mắt em làm cho ta những tội lỗi thêm nhiều. Dù em còn mãi trách than, ta xin từ nay đành cách xa người. Xin được giới thiệu tiếng hát Khang Ngọc. Xin chào anh MC, xin chào ban đấu giá, xin chào khán thính giả trong trường quay và khán giả đang xem chương trình. Xin chào, bây giờ Khang Ngọc hãy chia sẻ về hai dự kiện của bạn nhé. Giờ dự kiện đầu tiên của em là Chậm. Nó cũng nói lên tính cách của em và cách sống của em rất là chậm. Và như anh Kim Tử Long nói thì em là người khá là cầu toàn, khi nào chắc thì mình mới thể hiện. Và slow cũng là cái dòng nhạc em đang theo đuổi. Thế còn dự kiện marathon? Đây là một môn thể thao em mới theo đuổi trong thời gian gần đây. Nó mang lại cho em thể chất và tinh thần rất là tốt. Mỗi khi mà em bước ra đường chạy thì lúc đó em suy nghĩ về con đường ca hát của mình rất là nhiều. Và cũng tập luyện luôn. Marathon nó đòi hỏi một cái ý chí rất là cao. Cái con đường âm nhạc của em chọn thì cái dòng nhạc phòng trà nó cũng bắt buộc phải chậm và phải đi đường dài. Rất ngưỡng mộ giọng của em, một giọng nam trầm bass cực kỳ đẹp. Anh có nói với lại Bạch Công Khanh là bài này rất khó hát. Nếu giọng ai không chắc á, nó sẽ bị phì bai, có thể là phô. Nhưng mà đối với anh thì bài hát này em diễn và em hát rất tốt. Đặc biệt hơn nữa là em diễn cảm trong bài hát này và nó có một cái gì nó phá cách trong bài hát. Thì người nghe người ta không có nhàm chán. Em là một giọng nam trầm mà anh nghĩ rằng trong sàn chiến mùa 6 này em là người hát nam trầm hay nhất. Anh rất thích những cái lúc mà em đổi cái nốt, thay vì nốt đi lên thì em giữ lại 2-3 nốt trầm ngang nhau cùng một lúc. Thì cái phần mà đẹp nhất và lạ nhất của em á, là cái phần trầm, thiệt trầm của em á. Nó trầm mà nó rền mà nó vẫn sáng, có hơi khè khè trong đó. Nghe nó cảm giác rất là sướng. Anh nghĩ rằng là khi mà chọn cái phong cách chậm như em nói á, thì em sẽ phải đối diện và chấp nhận một số thiệt thòi. Anh thấy rằng là em không phải là người quá kết nối với lại khán giả, đúng không? Vì thế ở phần nhìn, có đôi khi có nhiều khán giả em sẽ không có thể đáp ứng được cho họ. Nhưng mà nếu mà nói về phần nghe,
anh hoàn toàn hình dung được nếu em làm một cái đĩa than chẳng hạn, những bài hát như thế này thôi, đĩa than sẽ cực kỳ hợp với em. Hoặc là em làm những cái audio cho mọi người nghe, không cần đầu tư quá nhiều mà MV hay gì trên đó, đầu tư vào đó thì anh nghĩ là em có rất nhiều view, nhiều khán giả trung thành của em. Đặc biệt bạn có một cái chất giọng khi nói cực kỳ ấm áp, cực kỳ thu hút luôn. Người ta chỉ cần nghe bạn nói thôi, không cần bạn phải vồn vã, không cần bạn phải đon đả, không cần gì cả. Bạn nói đúng, bạn nói chuẩn là ok với một cái khuôn diện bạn như vậy. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể tự tin rằng với phần trình diễn này, với ca khúc vừa rồi, có thể chiếm được tình cảm của quý vị khán giả tại trường quay. Hãy cho chúng tôi thấy được tình cảm của quý vị dành cho Khang Ngọc là bao nhiêu điểm. Quý vị thân mến, đây là phiên đấu giá thứ 3, cho nên bây giờ các nhà đấu giá họ sẽ bắt đầu sử dụng quyền hoàn trả giọng hát của họ. Với tiếng hát của Khang Ngọc, Khanh mời anh Kim Tử Long quyết định trước. Em chậm nhưng mà anh nhanh, không trả. Không trả. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nghe quyết định của chị Lê Phương với tiếng hát của Phùng Linh Trang. Phương vẫn giữ quyết định là Phương vẫn giữ. Không trả. Như vậy thì chín mươi lăm điểm. Chúc mừng Khang Ngọc, bạn sẽ tiếp tục với sàn chiến giọng hát đêm nay. Và như vậy thì chúng ta phải tạm chia tay với Phùng Linh Trang tại đây, và lát nữa cuối chương trình mình sẽ gặp lại. Bây giờ hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá thứ tư. Bây giờ còn có một vị trí nữa thôi. Hãy cùng Khanh tìm hiểu về cô gái ở vị trí số 1. Mời bạn chia sẻ về dữ kiện thứ nhất. Ba đời. Thế còn dữ kiện thứ hai ạ? Món quà. Ba đời. Nhà của bạn này là không thích ca hát, nhưng mà tới bạn này thì bạn này sống trong cái xã hội 4.0 rồi. Bạn ấy không có nghe theo ba mẹ nữa, mà bạn ấy đi theo cái nghề này. À, và thêm cái một chữ món quà nữa. Và món quà là bạn ấy muốn dành cái món quà ngày hôm nay đứng trên sàn chiến này để gửi cho ba mẹ. Con sẽ làm cho ba mẹ nở mày nở mặt với giọng hát của con. Có thể là nhà bạn ba đời, có thể là chỉ sanh được con trai thôi, và sau đó là sanh bạn được là con gái, thì giống như bạn là một món quà của gia đình vậy đó. Càng phân tích càng hợp lý vậy ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với viên đấu giá thứ tư. Thưa quý vị, ở video đấu giá này thời gian rất ngắn, 15 giây thôi, và số tiền khởi điểm là 3 triệu. Mỗi lần tăng, chúng ta sẽ tăng thêm 3 triệu. Tất cả sẵn sàng. 3, 2, 1. Bắt đầu. 3, 6, 9, 9, 9, 12. 12 rồi, anh Đông Thiên Đức 15. 12 hợp lệ, chị không có 15. 18, 18. 18. 8 rồi ạ, 18, 18 rồi. 18 rồi. 18 lần 1. 18 lần 2. Ủa, 18 lần 3. Chúc mừng anh Đông Thiên Đức. Anh đã dùng có 18 triệu thôi, nhưng mà đã sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 1. Bây giờ chúng ta sẽ xem cô gái ấy trình diễn. Em tập quen với cô đơn.
anh một điều mà em ngỡ là mãi mãi. Anh tàn nhẫn bỏ em đi, chẳng bận tâm chút nghĩ suy. Để em mơ lại nhìn đâu cũng đau vì em yêu đuối. Muôn đời em vẫn yêu đuối. Em che hết đi bằng những gương cười, chẳng để ai nhận ra rằng em yêu. Tiếng hát Trương Linh Đan. Nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến MC và Công Khanh. Em xin gửi lời chào đến toàn bộ quý vị hội đồng đấu giá, quý khán giả ở trong trường quay và quý khán giả trước màn nhỏ. Xin chào bạn, một cô gái rất nhỏ nhắn nhưng mà giọng hát thì rất là khủng. Dữ kiện thứ nhất của Trương Linh Đan là gì ạ? Dữ kiện đầu tiên của em là Ba Đời. Ba Đời? Dạ, yeah. Ba Đời là từ đời bà nội em. Bà nội em là nghệ sĩ chèo trong đoàn nghệ thuật chèo của tỉnh Thái Nguyên. Ôi quê ngoại cô, quê ngoại cô ở Thái Nguyên, vâng. Quê nội thì ở Bắc Ninh. Rồi sau đó Sau đó thì đến đời ba em,
Ba em cũng là nhạc công, ba em chơi piano rồi organ, guitar điện. Ngày xưa ba em ở bên Nga, ba em có định làm ban nhạc nữa. Thế còn đời còn lại? Dạ em. Con biết hát chèo không con? Dạ, nhà con ba đời làm nghệ thuật, hai đời trước hát chèo, còn đời con hát rap. Hay bây giờ hát rap? Dạ vâng. Tôi vẫn chưa biết khúc, không chịu đi khám phá. Đứng dậy bằng cầm sách bút bằng đi với tôi mà đánh giá. Tôi đưa bằng về châu thổ xem thuyền về đánh cả. Còn mấy thằng nhóc mà không có thích thì vui lòng tránh ra. Mời bạn bước về đất miền Tây, tôi cho bạn nghe tiếng đàn cò. Muôn mùa của sông nước và bạn sẽ thấy các đàn cò. Bạn đi thì đừng có lo, những thứ ở đây là đáng có. Đói cũng chả có chết, tài nguyên thiên nhiên đã ban cho. Dễ thương quá Đức ơi, con lời quá Đức ơi. Đức ơi con đó là dữ kiện thứ nhất. Thế còn dữ kiện thứ hai à? Dữ kiện thứ hai là món quà. Hiện tại thì em là single mom, em một mình nuôi con. Em có một cặp sinh đôi, một trai một gái. Và có phải bạn xem đó là món quà mà cuộc sống đã tặng cho mình không? Dạ đúng ạ. Hai em bé sinh đôi là một món quà vô giá mà bên trên ông trời đã gửi xuống cho em. Thật sự thì cuộc sống của em cũng có nhiều khó khăn lắm. Lúc đang ở trên đá đang phát triển của sự nghiệp ấy, thì em lựa chọn quay về không tạm gác lại nghệ thuật, bởi vì trong người em có bệnh, em bị bệnh là em có một cái gen đông máu. Nếu mà trong quá trình mà mang thai rất là khó để có thể sinh con, và nó cũng rất là nguy hiểm vì có cái gen đấy là phải tiêm thuốc chống đông trong quá trình sinh nở, nó không đông được máu lại rất là nguy hiểm đến cả mẹ lẫn con ấy. Thế là khi mà em có bầu hai bạn ấy, thì em cũng có 5 tháng nằm viện, thì hoàn toàn đều là một mình hết, chỉ có ba mẹ con với nhau thôi. Thời gian đó rất là khó khăn, nhưng mà khi mà đã vượt qua được thì em cảm nhận đấy là mình còn rất là may mắn vì ông trời đã cho mình một món quà vô giá như thế. Thời điểm đó là đúng vào mùa dịch Covid. Nghĩa là cũng khoảng 2 năm rồi. Vậy là con em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ hai em bé mới tròn 2 tuổi cách đây vài tháng. Rõ ràng là cái bài hát nó phải là một người từng trải và có nhiều nỗi đau mới có thể hát được. Thì thôi thì Phương thấy là những cái khó khăn bạn đã qua rồi, và bây giờ bạn đang được rất nhiều, được giọng hát tuyệt vời, hai thiên thần nhỏ, và bây giờ được sự ủng hộ của mọi người nữa. Phương tin là cái tương lai của bạn nó sẽ rất tốt, tự tin và vui vẻ lên. Em hát thì rất là tuyệt vời rồi, ai cũng thấy cả, mọi người khán giả ai cũng wow lên. Nếu bản thân của anh thì anh ước có một chút xíu thay đổi, đó là sau cái phần gian tấu trở lại thì cái phần A anh muốn nó khác một chút xíu, nó sẽ mạnh hơn, nó bớt thủ thỉ hơn, thì anh sẽ cảm thấy là có cái gì nghe nhiều ở phần đó, mặc dù nó không phải quá quan trọng, bởi vì những cái phần B sau đó là linh tông, sau đó nó đã bù lại hết rồi. Lời quá lời luôn, chúc mừng con luôn á. Cô thưa cô, là ông bà ta nó có cái câu là gọi là trời xanh đại kẻ khù khờ. Vâng, con khù khờ nó quen rồi, trời thương con, đưa linh đan đến cho con giống như là một món quà vậy đó. Quà đó. Dạ. Với cái dữ kiện là món quà thì bây giờ anh Đức sẽ tặng cho em một bài hát. Hứa, chắc chắn hứa có chương trình, hứa có Bạch Công Khanh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Đông Thiên Đức rất nhiều. Tại vì mình bị chinh phục hoàn toàn bởi cái tiếng hát này. Một nghĩa cử rất đẹp của anh Đông Thiên Đức. Còn bây giờ thì sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của Trương Linh Đan. Xin mời. Quý vị đang quay trở lại với sàn chiến giọng hát, và bên cạnh Khanh là hai giọng hát tỏa sáng nhất trong đêm nay, Trương Linh Đan và Khang Ngọc. Anh Kim Tử Long, anh đang sở hữu tiếng hát của Khang Ngọc với số tiền anh dùng để đấu giá là 30 triệu. Và Khang Ngọc đang nhận được 95 điểm là lượt bình chọn của khán giả tại trường quay. Cuộc chiến của một con sói và một con cừu. Anh Đông Thiên Đức chỉ dùng có 18 triệu đã có thể sở hữu được tiếng hát của Trương Linh Đan. Nếu như được hoàn trả lại giọng hát này, anh có sử dụng không? Người ta còn viết bài, người ta tặng mà trả. Đúng rồi. Hỏi giỡn thôi mà. Hỏi kỳ vậy. Hỏi kỳ. Bây giờ Khanh sẽ mở phong bì. Ừ,
Số điểm mà Trương Linh đang nhận được là ai sẽ là người chiến thắng trong đêm nay? Chín mươi tám điểm. Wow. 98 điểm. Chúc mừng Trương Linh Đan, giọng hát giành 98 điểm trong đêm nay. Bạn đã trở thành giọng hát giành chiến thắng trong đêm nay và bạn có 18 triệu đồng. Đó chính là số tiền mà Đông Thiên Đức đã dùng để sở hữu tiếng hát của bạn. Trong khi đó, anh Đông Thiên Đức quay trở lại lợi hại hơn xưa, trở thành nhà đấu giá sở hữu giọng hát giành chiến thắng và có 12 triệu mang về. Ghê thiệt. Wow. Đức ghê thiệt luôn. Cảm ơn Khang Ngọc một lần nữa vì đã đến với sàn chiến giọng hát và cho chúng tôi thấy được chất giọng rất đẹp của bạn. Và Khanh hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, chặng đường hoạt động của bạn sẽ ngày càng rộng mở hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp lại 4 người chơi trên sân khấu với một ca khúc đầu tiên đã được hát trong chương trình. Xin mời. Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi. Ngoài kia có chú bé trèo cây me mắt xoay tròn lắng nghe. Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê. Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi nhớ mà. Chờ từng giấc mơ. La 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 la. Chú bé trèo cây me mắt xoay tròn lắng nghe. Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê. Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng. Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có mơ. Từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ. Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê. Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng. Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có mơ. Từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ. Sàn chiến giọng hát đêm nay. Bạch Công Khanh cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị vì đã luôn dành cho chương trình. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau lúc 20:30 thứ năm trên kênh VTV3. Chương trình Sàn chiến giọng hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại.